tạm giữ 3 đối tượng điều tra hành vi đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Theo nguồn tin của Dân Việt, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để làm rõ hành vi đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh và các cán bộ chuyên môn của tỉnh Bắc Ninh. Nguồn tin cho biết, 3 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra đều là nam giới. Trước đó, vào chiều ngày 16 tháng 3, UBND tỉnh Bắc Ninh họp báo về việc một số cán bộ, lãnh đạo sở ngành và Chủ tịch tỉnh bị đe dọa vì đã đề nghị dừng dự án khai thác cát, nạo vét luồng lạch tận thu sản phẩm trên tuyến sông Cầu. UBND tỉnh Bắc Ninh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra nguyên nhân sự việc, điều tra các cá nhân từ trung ương đến địa phương đứng ra bảo kê, đe dọa các cán bộ chuyên môn, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, làm sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sau công văn đề nghị của tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ việc các đối tượng đứng sau bảo kê, đe dọa cán bộ, lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3. Sau đó, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an vào cuộc để làm rõ. Liên quan đến dự án nạo vét khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, theo UBND tỉnh Bắc Ninh, quá trình triển khai dự án đã xảy ra việc lợi dụng để khai thác cát trái phép. Bên cạnh đó, vào ngày 1 tháng 3 năm 2016, tại vị trí K71-400 đến K74-500 đê hữu sông Cầu đã xảy ra sạt lở đứng với chiều dài 50m, ăn sâu vào bãi 5-10m. Tỉnh Bắc Ninh đã phải bố trí 30 tỷ đồng để xử lý sự cố. Có thời điểm trên địa bàn dự án nạo vét luồng có 40 tàu hoạt động, gây mất an ninh tại các xã Việt Thống, Quế Tân, Phủ Lương của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định toàn tuyến sông Cầu không có đoạn cạn theo quy định, không có phương tiện thủy nội địa mắc cạn nếu đi đúng trọng tải và đúng luồng. UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần kiến nghị tạm dừng triển khai dự án nạo vét đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh.